Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng Cộng sản đè dân không có điểm dừng, bòn cạn sức dân không chùn tay. Những gì quản không được thì cấm, đó là cách quản lý của Đảng Cộng sản bao lâu nay. Điều đó thể hiện một đảng chính trị rất thiếu năng lực quản trị. Bởi những người quản trị giỏi thì phải tìm ra giải pháp cho vấn đề, chứ không phải cấm. Cấm chứng tỏ đảng đang bất lực. Quyền lực trong tay thì kẻ không có khả năng quản trị cũng chỉ biết cấm mà thôi. Chưa có một chế độ nào mà ban hành rất nhiều điều cấm kỵ như chính quyền của Đảng Cộng sản. Cấm nói xấu chế độ, nghĩa là chế độ không có khả năng tự tốt lên. Cấm nói xấu lãnh đạo, nghĩa là lãnh đạo không có khả năng tự mình trong sạch. Cấm đọc những tờ báo phản động, nghĩa là đảng không có khả năng phản biện lại báo chí hải ngoại. Và ở tất nước này có cả hàng ngàn thứ cấm, nó bủa vây nên đời sống của người dân rất ngột ngạt. Đảng và nhà nước không thể tự tốt lên nên cấm người dân nói sự thật. Thời đại 4.0 là thời đại thế giới xích lại gần nhau hơn. Từ đó con người học hỏi lẫn nhau những điều hay. Những sự học hỏi này ngoài tầm kiểm soát của Đảng Cộng sản, và thế là bộ máy chính quyền suốt ngày họp hành để ra những lệnh cấm. Trước đây cũng vậy và hiện nay cũng như thế. Đảng Cộng sản không theo kịp đà phát triển của xã hội, vì thế những lệnh cấm ngày một nhiều hơn. Tự do là người dân được sống trong xã hội ít sự cấm đoán. Xã hội nào cũng có điều cấm, tuy nhiên ở xã hội dân chủ những điều cấm đã nằm trong quy định của pháp luật. Hầu hết những điều cấm kỵ ấy là cấm cái xấu nảy nở và phát triển, nên những điều cấm ấy nó bảo vệ cho cái tốt. Vì thế người dân tại các nước dân chủ không phải ngó trước ngó sau, sợ xuất hiện cảnh sát bất ngờ. Bởi những nơi này người dân biết rằng cảnh sát không đứng trên pháp luật, mà người dân không làm gì phạm pháp luật thì cũng chẳng việc gì phải sợ. Còn tại Việt Nam thì khác. Người dân thấy công an là sợ, thấy quan chức là lo âu, dù biết mình không làm gì sai. Quản không được thì lại đi cấm. Làm việc cho một kẻ quản lý ngu dốt thì dù người có tài cũng không còn đường mà phát triển. Bởi những người có tài thường làm những điều mà người quản lý kém cỏi không quản nổi, nên phải cấm đi. Ở Việt Nam hiện nay, chảy máu chất xám đang xảy ra rất nghiêm trọng. Thử xem những học sinh đoạt giải quán quân đứng lên đỉnh Olympia, được cấp học bổng du học tại Úc, có mấy người muốn quay trở về Việt Nam. Hầu hết những người này cảm thấy vô dụng khi trở về vì bị trói tay, trói chân, không có đất dụng võ. Tức là dù có tài trí và trí thức giỏi, người dân Việt Nam cũng không thoát khỏi sự đè nén do chính quyền này đang tạo ra. Những du học sinh thuộc hàng hạt giống đỏ thì về nước và họ vứt hết những gì đã được giáo dục ở nước ngoài. Họ tham gia vào tầng lớp quan lại, tiếp tục đè đầu người dân. Nguyễn Thành Nghị, Trần Tuấn Anh v.v. là những người như vậy. Làm doanh nghiệp tại Việt Nam cũng rất khó, nếu không cung phụng cho bộ máy chính quyền thì lại bị gây khó dễ. Muốn làm ăn được thì phải bôi trơn, mà bôi trơn thì phải cắt giảm chi phí cho sản xuất, thương mại, nên hàng hóa Việt Nam không thể có chất lượng tốt cho được. Doanh nghiệp nước ngoài vừa phát triển bền vững, vừa bước chân ra thị trường toàn cầu, còn doanh nghiệp Việt Nam thì mãi luẩn quẩn với thị trường ở trong nước. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chống tham nhũng đi thế nào thì cũng không thể làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam sạch cho được, nên cấm dân nói sự thật là thượng sách. Lãnh đạo kém, quản trị tồi, nhìn móc túi dân thì lại rất giỏi. Quan chức Việt Nam ai ai cũng có nhà cao cửa rộng, xe Nhật xe Đức trông rất sang chảnh. Có ông còn khoe cả biệt phủ, khoe lâu đài và dùng tiền tỷ mua đồng hồ Thụy Sĩ đeo làm trang sức. Ngoài ra, theo được biết, trong nhà một số quan chức giàu có không thiếu những chai rượu bạc tỷ dùng để trưng và dùng để biếu. Xã hội Việt Nam hiện nay phân tầng rất rõ, tầng lớp quan lại ngày càng giàu sụ, còn đại đa số người dân thì sống cơ cực, thiếu trước hụt sau, quanh năm chiến đấu với bốn chữ cơm áo gạo tiền. Dân càng cực khổ càng nghèo khó, quan chức càng giàu có và vô đạo đức. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp với bản tin Đảng Cộng sản đè dân không có điểm dừng, bòn cạn sức dân không chùn tay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ mặt ăn của dân không chừa một thứ gì, Đảng muốn giấu, quan thì muốn khoe. Phòng tham nhũng bao giờ cũng tốt hơn là đi chống tham nhũng. Từ khi nắm quyền cai trị đất nước tới giờ, trên mọi phương diện, Đảng Cộng sản luôn chỉ biết chống chứ không biết phòng. Trong vấn đề phòng chống tham nhũng cũng như thế, chỉ có thời ông Nguyễn Phú Trọng thì Đảng Cộng sản có chống tham nhũng rõ nét hơn những giai đoạn trước đó, nhưng phòng tham nhũng thì Đảng Cộng sản vẫn không làm được gì. Đảng Cộng sản gắn liền với chữ tham, cái tham lớn nhất là tham quyền lực. Trong khi đó, hầu hết các đảng phái chính trị khác trên thế giới đều chấp nhận sống chung với nhau trong một bộ máy nhà nước, thì Đảng Cộng sản không chấp nhận như vậy. Nó chỉ muốn độc quyền mà thôi. Một mình đảng muốn chiếm hết các bộ máy của nhà nước để từ đó họ tự trục lợi trên đầu, trên cổ người dân Việt Nam. Căn bệnh mãn tính của Đảng Cộng sản. Để đảm bảo được cái tham duy trì thì cái gian và cái ác cũng nổi lên để hỗ trợ. Lịch sử đã cho thấy cái gian và cái ác của Đảng Cộng sản khi dùng sinh mạng hàng triệu người dân để gây ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Rồi sau đó đảng chiếm hết đất nước để thu lợi cho mình. Từ tham quyền dẫn đến tham tiền là điều tất nhiên. Có người nói rằng, thử hỏi, trong hàng triệu quan chức của Đảng Cộng sản, có ai mà không tham tiền? Có ai mà không tìm cách trục lợi từ chiếc ghế của mình? Họ vào đảng đâu phải vì lý tưởng mà vì kiếm tiền. Với đồng lương chết đói mà ai cũng có tiền xây nhà, mua xe ô tô thì tiền đâu ra mà có. Và thực tế toàn đảng không ai sống nhờ lương mà nhờ vào những thứ quyền lực mang lại cho họ. Từ nguồn gốc như vậy nên việc phòng tham nhũng đối với Đảng Cộng sản là bất khả thi. Nếu không tham nhũng được thì chẳng có quan chức nào trung thành với đảng cả. Nếu đảng thực sự phòng tham nhũng thì có thể nói Đảng Cộng sản sẽ tự tan rã, và đó là nguyên nhân quan chức luôn luôn sẵn sàng ăn của dân không chừa một thứ gì, như bà cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã từng tuyên bố. Đảng muốn che đậy chứ không muốn diệt trừ. Người Cộng sản bản chất là hám danh, khi có tiền trong tay họ muốn cho thiên hạ biết là họ giàu có cỡ thế nào. Họ là tầng lớp trên của xã hội, của dân đen. Vì bản chất đó mà các quan chức thì luôn muốn khoe của, chứ không muốn giấu đi. Cũng nhờ đó mà người dân mới tường tận bộ mặt của chế độ này, nó nhem nhuốc đến như thế nào. Sau vụ hình ảnh tòa lâu đài của ông thiếu tướng quân đội Phạm Bá Hiền bị phơi lên mặt báo, thì Tuổi Trẻ đã có bài viết phải trị bệnh phô trương xây biệt phủ. Đây rõ ràng là ý muốn quan chức có tiền đừng khoe ra nữa để tạo bộ mặt đẹp cho đảng, chứ họ đâu có muốn là đảng thật sự trong sạch. Mà bảng muốn sạch thì cũng khó hơn cả việc lên trời hái sao vậy. Bản chất của đảng là tham lam, bản chất của quan chức cũng tham lam, nhưng nó khác nhau ở chỗ đảng thì muốn che đậy, còn quan chức thì lại muốn khoe ra cho bàn dân thiên hạ cùng thấy. Tham lam, gian ác, bất tài là những cái xấu nó mang trong DNA của đảng. Chính vì không loại bỏ được nên đảng mới che đậy. Và chính Đảng Cộng sản đã lập ra bộ máy tuyên truyền khổng lồ, tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng người dân đã phải đóng thuế nộp cho họ để làm điều ấy mà thôi. Việc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là cắt phần ngọn. Phần gốc sinh ra tham nhũng đông như quần nguyền chính là Đảng Cộng sản và thể chế độc tài toàn trị mà đảng đang sống, đang chết để cố bảo vệ nó, bởi vì đó là bảo vệ quyền lợi vật chất cho họ. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ làm được công tác chống tham nhũng và bất lực trong vấn đề phòng chống. Độc chiếm quyền cai trị đất nước đã mang cho Đảng Cộng sản quyền lợi quá lớn. Họ nhân danh quốc gia để vay nợ nước ngoài khủng khiếp, rồi đổ phần nợ ấy lên đầu người dân phải trả. Họ nhân danh quốc gia để chiếm dụng đất đai của nhân dân, để chia chác lợi ích cho mình. Ngược lại, đất nước thì ngày một nợ đầm nợ đìa, người dân thì vẫn cơ cực, trong khi đội ngũ quan chức thì phè phỡn hưởng thụ, thậm chí hưởng thụ nhiều đời chẳng hết. Chưa có người dân nước nào mà cực khổ như người dân Việt Nam, mang hộ chiếu Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra nước ngoài lại là một nỗi nhục.
vì khi cầm hộ chiếu ấy, các nước đều soi rất kỹ, tìm mọi cách gây khó dễ để ngăn cản người Việt nhập cảnh vào nước họ. Những hình ảnh nhục nhã đó là do Đảng Cộng sản Việt Nam mang lại, bởi họ ăn của dân không chừa thứ gì, nên người dân phải đi nước ngoài, phải tìm cách trốn mà ở lại thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bộ mặt ăn của dân không chừa một thứ gì, Đảng muốn giấu, quan lại muốn khoe. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.